Cua gạch son Cà Mau là loại cua thường sinh sống ở vùng bãi đầm ven biển ngập mặn. Cua rất giàu khoáng sản nên được đánh giá là có chất lượng thịt và gạch ngon nhất nhờ ăn vào các loại tôm, sò, ốc và các sinh vật phù du dồi dào. Vì vậy thì có thời điểm giá của loại cua này lên tới cả 1.000.000 đồng một kg đối với những con có trọng lượng từ 500g trở lên. Cua gạch son là cua cái trưởng thành có trọng lượng từ 150 đến 850 g. Sau khi giao vĩ, trứng cua được thụ tinh và phát triển, chuyển sang màu đỏ được gọi là gạch son. Gạch của chúng vừa thơm, vừa bùi và béo ngậy nên giá của cua gạch thường cao hơn giá cua thịt. Để kiểm tra xem có đúng là cua gạch son hay không, có thể dùng tay đè nhẹ lên phần giữa mai cua và yếm cua, sau đó nhìn vào để xem. Nếu cua gạch nhiều, sẽ thấy phần gạch màu đỏ bên trong. Theo Tổng cục Thống kê, thì CPI tháng 2 năm 2021 tăng cao bởi đây là tháng Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng tăng. Giá lương thực, thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình và giá dịch vụ giao thông công cộng tăng trong dịp Tết Nguyên đán là những nguyên nhân chính làm CPI của tháng 2 năm 2021 tăng cao hơn so với tháng trước và so với tháng 12 năm trước. Đáng chú ý là mặc dù CPI tháng 2 năm 2021 tăng cao so với tháng trước, song bình quân 2 tháng đầu năm 2021, CPI giảm 0,14% so với cùng kỳ năm trước. Áp lực giá cả trong 2 tháng đầu năm ngoái là lớn hơn so với 2 tháng đầu năm nay. Trong rổ hàng hóa tính CPI thì có 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và một nhóm hàng giữ ổn định giá so với tháng trước. Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng có mức tăng cao nhất với 4%, làm CPI chung tăng 0,75%. Theo Tổng cục Thống kê thì trong 2 tháng đầu năm 2021, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước tính là 17,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 85,7% so với cùng kỳ năm trước. Hàn Quốc đứng thứ nhì với kim ngạch đạt 8,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,7%. Tiếp đến là thị trường ASEAN, Nhật Bản, EU và Mỹ. Tính chung 2 tháng đầu năm nay thì có 9 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 73,8% tổng kim ngạch xuất khẩu.